Thực tế hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp sử dụng dược liệu không rõ nguồn gốc, hàm lượng thuốc trừ sâu cao gấp nhiều lần mức độ cho phép, không đạt các tiêu chuẩn kiểm nghiệm, dược liệu chứa các tác nhân gây bệnh như chất độc sinh học và hóa chất khiến rất nhiều người bệnh cảm thấy hoang mang. Trước thực trạng đó, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc đã hợp tác với xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, Hải Dương để triển khai trồng vườn dược liệu sạch nhằm cung cấp dược liệu cho hoạt động khám chữa bệnh tại trung tâm ở cả ba chi nhánh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, thực hiện đúng theo lời giàn dạy của Đại Danh Y Thiền Sư Tuệ Tĩnh, Nam Dược Trị Nam Nhân. Chúng tôi chọn cái mô hình là tự xây dựng là cái vùng dược liệu và chọn được những vị trí để trồng dược liệu đảm bảo được cái chất lượng dược liệu sạch, để làm sao đảm bảo cái đầu vào dược liệu sạch cho công ty chúng tôi. Đấy là cái mong muốn mà chúng tôi đã ấp ủ bấy lâu nay. Vườn dược liệu có diện tích khoảng gần 1 hecta với các loại cây trồng dược liệu thuộc 3 nhóm: phổ thông, trung bình và quý hiếm theo tiêu chuẩn GACP WHO. Trong đó các loại dược liệu cung cấp gần như đầy đủ các thành phần trong thuốc thang và bào chế ra các thực phẩm chức năng tại trung tâm như bệnh xương khớp, bao gồm các dược liệu kim ngân hoa, hy thiêm, tẩu tích, cốt thoái, liều tất, cà gai leo, xấu hổ, tầm gửi. Về bệnh dạ dày có lá khôi, dạ cẩm, chè dây. Chứng mất ngủ có lá vông, cây sen, bình vôi, lạc tiên. Bệnh mề đay có đờn đỏ, kim ngân, bồ công anh, kinh giới, bạc hà, nhân trần, sai đất, thổ phục linh, ké đầu ngựa. Trợ yếu sinh lý có ba kích, tỏa dương, đương quy và dâm dương hoắc. Xã Văn Đức là một xã miền núi, được các chuyên gia đánh giá là nơi có giàu giá trị thổ nhưỡng, rất phù hợp cho sự phát triển của các loại dược liệu tự nhiên, đặc biệt là kim ngân hoa, nhờ kết hợp với lối canh tác, chăm sóc cẩn thận, đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo những yêu cầu khắt khe theo tiêu chuẩn GACP WHO như dược liệu không chứa các tác nhân gây bệnh như chất độc sinh học, như vi khuẩn, nấm, virus, ký sinh trùng và hóa chất như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, hàm lượng nitrat. Đảm bảo độ an toàn tuyệt đối của dược liệu từ ngoài đồng ruộng đến khi kiểm soát hóa chất đầu ra của sản phẩm. Theo đó, mỗi năm vườn dược liệu xã Văn Đức mang lại cho thuốc dân tộc hàng tấn dược liệu sạch làm nguyên liệu cho rất nhiều bài thuốc thang và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hoàn toàn đúng với mục tiêu tự chủ và nâng tầm giá trị dược liệu Việt. Quy trình thu hái thì là tầm khoảng hết xương ấy, tầm 8 giờ trở ra thì mình sẽ thu hái và về mình phơi vào chỗ thoáng mát và không phơi ở chỗ nắng để mình giữ được màu sắc của nó tươi và không bị mất đi những cái chất của trong kim ngân hoa ấy. Như vậy có thể nói rằng việc trồng và cung ứng dược liệu sạch đạt tiêu chuẩn khắt khe GACP WHO, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc đã tầm nhìn trở thành một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong việc tự chủ nguồn dược liệu và sử dụng các loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc nhằm mang đến cho người Việt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng dược liệu sạch.